Hello anh em, mình là Quân đến từ chuyentactical.com. Cũng đã khá lâu rồi thì mình mới quay lại trên kênh Chuyên Tactical với một video dài như thế này. Nếu mà anh em quan tâm tới sản phẩm chính của ngày hôm nay á, thì có thể tua qua cái đoạn mà mình ngồi nói lảm nhảm như thế này ở cái phần timeline ở phía bên dưới, mình có đánh dấu những cái điểm. Thời gian vừa qua thì mình và Chuyên Tactical đã cùng nhau thử nghiệm cái hình thức video ngắn để giới thiệu một số sản phẩm liên quan tới ba lô túi, đặc biệt là ba lô túi của C-Tactical và một số loại đèn pin Phoenix được ra mắt trong năm nay, để kiểm chứng cái tính hiệu quả cũng như là tiếp cận thêm những cái lượng khách hàng mới cho cửa hàng của mình. Tuy nhiên thì sau một thời gian nhìn nhận và đánh giá thì mình cảm thấy cái việc làm một cái video dài về những cái sản phẩm ba lô túi nó sẽ giúp cho anh em xem video có được thêm nhiều thông tin hơn, và tụi mình cũng có thể truyền tải được nhiều thông tin hơn, không chỉ riêng về ngoại hình, về chức năng, về ngăn, về thiết kế của nó, mà trên một chiếc túi, đặc biệt là túi Tactical và EDC thì nó còn có rất nhiều thứ để nói, ví dụ như là những cái phương pháp gia công, những cái phương pháp kỹ thuật, đồng thời là những cái sự pha trộn về chất liệu cũng như là những cái dụng ý thiết kế. Hy vọng là anh em sẽ hứng thú với sự quay trở lại này của mình. Và nếu như anh em cũng cảm thấy cái hình thức video dài nó phù hợp với những cái sản phẩm dạng này á, thì có thể comment xuống phía bên dưới để cho tụi mình biết là tụi mình đang đi đúng hướng về nội dung nha. Video ngày hôm nay mình sẽ dành để nói về chiếc túi đeo chéo của Helicontex. Đây là một sản phẩm mới được ra mắt cách đây khoảng vài tháng thôi. Đây là đợt hàng thứ 2 mà chiếc túi đeo chéo Claymore này về với cửa hàng Chuyên Tactical. Đợt này thì tụi mình có về được hai màu. Trên tay mình đây là màu đen. Đây là một chiếc túi trong cái dòng sản phẩm Bushcraft của Helicontex, tức là cái dòng sản phẩm được sinh ra để phục vụ cho các hoạt động đi rừng, dã ngoại, cắm trại, và một số sản phẩm cũng được sử dụng để sử dụng hàng ngày trong thành phố cho mục đích EDC. Và chiếc túi Claymore này là một ví dụ điển hình. Cái tên Claymore này nó xuất phát từ chiếc túi đựng cái quả mìn M18 mà quân đội Mỹ đã sử dụng cách đây mấy chục năm, và đặc biệt là có sử dụng trong chiến tranh Việt Nam nữa. Helicontex thì thời gian gần đây họ có một cái định hướng, đó là họ sẽ làm tái sinh những chiếc túi cổ điển trong những cái chất liệu mới và thêm bớt vào trong đó những cái công năng để cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng thời buổi hiện nay. Đó là lý do vì sao những chiếc túi này nó có một cái thiết kế nó khá là cổ điển. Nhìn nó có vẻ khá là dễ chịu, bởi vì nó hoài cổ. Và cái gì hoài cổ thì nó dễ mang lại cảm xúc. Cái lần đầu tiên mà mình nhìn thấy cái Claymore này ở trên website á, thì mình nghĩ là nó to hơn cơ, và mình nghĩ là nó sẽ sử dụng để đựng laptop. Tuy nhiên thì không phải. Ngày hôm nay thì mình đã load sẵn đồ vào trong này rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chức năng của chiếc túi này thông qua cái việc đó là mình sẽ lấy từng món đồ ra. Và nếu như bạn yêu thích cái thiết kế hoài cổ của chiếc túi này, cũng như là tìm thấy nhu cầu của mình thông qua những cái chia sẻ trong clip ngày hôm nay á, thì bạn có thể tham khảo cái link đặt hàng mình để ở bên dưới phần mô tả nha. Ok, chúng ta cùng bắt đầu với túi Helicontex Claymore. Đầu tiên đó là một cái khu vực để anh em có thể dán patch đó. Patch Việt Nam. Và cái logo con tắc kè của Helicontex nó được theo chìm xuống bên dưới. Những cái đường cắt của cái dải Velcro này nó rất là tinh tế. Đường chỉ may rất là thẳng, đẹp, không có bị méo và không có chi tiết thừa. Rất là ok. Đây là chất liệu Cordura 500D, một chất liệu rất là thông dụng, được rất là nhiều hãng ba lô trên thế giới sử dụng để làm những chiếc túi của mình. Chất liệu này thì nó cân bằng hoàn hảo được cái giá thành sản xuất nè. Cái chất lượng của nó bao gồm đó là độ bền, khả năng trượt nước và chịu được những cái tác động của môi trường bên ngoài như là tia UV, nắng gió các thứ. Ngày xưa thì cái túi này nó dùng để đựng cái quả mìn M18. Bom mìn ngày xưa nó có cấu tạo khá là phức tạp và có cái kích thước khá là cồng kềnh, cho nên là nó đựng trong cái túi như thế này. Và Helicontex họ đã giữ nguyên cái kích thước cũng như là những cái thiết kế về ngăn tổng thể, họ giữ nguyên lại và họ sẽ thêm bớt một số cái chi tiết. Đấy, bên ngoài là như thế này, nó có một cái nắp để đậy hai cái túi hộp ở phía trước, và cái module để chúng ta mở ra ở đây mình đoán đây là chất liệu Hypalon. Chất liệu này thì rất là bền, tuy nhiên thì ở đây nó không có cái điểm gia cố ba tắc, nó không có cái điểm gia cố ba tắc ở đây. Mình nghĩ là nó nên có, bởi vì cái điểm này nó sẽ là cái điểm nó chịu cái lực xé, lực kéo khá là nhiều lần. Ok, ở đây thì chúng ta có một cái dải Velcro kết nối lên trên cái này, và chúng ta có thêm cái nút đồng này nữa. Nút đồng ở đây nó có hai cái đầu phía trên và bốn cái đầu phía dưới để chúng ta có thể canh chỉnh được cái độ cao của cái nắp này.
khi mà chúng ta để đồ ở trong này nó vượt lên trên, kích thước nó bị vượt lên trên, thì chúng ta có thể sử dụng ở phía trên, còn không thì chúng ta sử dụng phía dưới. Mình thấy cái chi tiết thiết kế này nó khá là hay, bởi vì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn như thế này. Đây, ví dụ như chúng ta cố định một cái đồ đạc gì đó bên trong này mà chúng ta không có muốn nó bị rơi rớt ra, vô tình rơi rớt ra chẳng hạn, thì chúng ta có thể cố định nó bằng cái nút đồng này. Đó, nó sẽ chắc hơn bên kia. Bên này chúng ta có thể đựng những cái vật dụng mà chúng ta hay truy cập và muốn truy cập rất nhanh, thì chúng ta hay xé như thế này nè. Đó, thì khi mà chúng ta xé ra, bên này nó sẽ không có bị bung ra. À, rất là hay. Một cái thiết kế nó có dụng ý. Ok, trong này chúng ta sẽ có hai cái túi hộp như thế này. Đây, kích thước nó khá rộng nha anh em. Ở trong này thì mình đã đựng trong này một đôi găng tay nè. Đó. Kích thước nó khá là rộng đó. Đây. Ở đây thì nó chiều dài tới cả găng tay lận. Anh em vẫn có thể để vượt nó lên trên này nữa. Rồi, trong này thì nó còn hai cái túi nhỏ hơn. Mình để trong này là một cái chai nước và một cái thước hộp. Đây. Và nó có một cái con chạy ở đây để chúng ta có thể kéo cái miệng túi lại. À, khi mà chúng ta muốn mở miệng túi nhanh đó, chúng ta một tay chúng ta bóp vào con chạy này mà một tay chúng ta giật cái miệng nó ra. Đây. Còn khi mà chúng ta muốn kéo lại thì một tay chúng ta giữ vào cái nút này. Chúng ta hơi bóp nó xuống và chúng ta kéo cái sợi dây này. Đó, là nó kín cái túi. Rất là hay, họ thiết kế để thao tác rất là nhanh. Bên này thì nó còn có thêm một cái module. Mình đoán là cái này nó dùng để móc một số cái vật dụng nào đó mà có thể là treo được ra bên ngoài. Đó, treo được ra bên ngoài, nó thòng thòng bên ngoài vậy đó. Chắc là vậy. Hoặc là có thể tự độ vào đây một cái carabiner gắn vào đây cái chùm chìa khóa chẳng hạn. Ở bên này mình để một cái pouch EDC của Helicontact luôn. Rất là to nha anh em, cái pouch này mình rất là hay sử dụng. Rồi, trong này là một cái kéo và thêm một cái dụng cụ đa năng của Leatherman. Bên này thì nó cũng có thiết kế y như bên kia, nó là gồm một cái không gian lớn, có cái miệng kéo lại và hai cái khe nhỏ. Bên này thì nó cũng có một cái tai module ra như thế này. Ok. Và đó là hai cái túi hộp phía trước của chiếc túi Claymore này. Để xem nó còn có gì hay không. À, chỗ đây nó có một cái đường ba tấc ở đây, rất là tử tế, rất là chỉnh chu, để cho khi mà chúng ta đựng đồ nặng ở đây hoặc là thao tác nhiều lần nó không có bị xé cái phần này ra. À, ok. Thì sau một năm dấn thân vào ngành sản xuất, tụi mình tiếp xúc thường xuyên với những cái thiết kế và đặc biệt là lắng nghe những cái phản hồi của khách hàng cho cái bộ sản phẩm City ấy, thì tụi mình bắt đầu quan tâm tới những cái chi tiết nhỏ hơn. Bởi vì dù nó nhỏ thôi nhưng mà nó quyết định rất là nhiều thứ, đặc biệt là trong cái trải nghiệm người dùng và cái độ bền của sản phẩm. Dưới này chúng ta có thêm một cái hàng Moly Webbing. À, dưới đây thì mình nghĩ là chúng ta có thể, nếu mà ai khéo tay thì có thể đang vào đây những cái vòng dây băng ghi ấy, dây giống như dây paracord mà nó có thể co giãn được anh em, để chúng ta cố định ở đây chai nước nè, hoặc là cái dù nè. Ở hai bên hông túi thì chúng ta sẽ có thêm hai cái hàng Moly Webbing này. Đây. Và đặc biệt là Helicontact, họ thiết kế cho cái bộ sản phẩm của họ nó hỗ trợ cho việc cất giữ, cài cắm những cái phụ kiện của những cái sản phẩm của thương hiệu khác cũng thuộc về cái group Scandinavian Bắc Âu á anh em. Ví dụ như là Moranif của Thụy Điển nè, hoặc là Rio Huntafor, đó, họ thiết kế những cái module nó rất là vừa vặn với nhau. Bên này cũng tương tự như vậy, chúng ta có hai bên nó thiết kế đối xứng và giống nhau. Rồi, ở phía sau này chúng ta sẽ có ba cái khe này thì nó có ba cái lỗ ở phía dưới đây để nó có thể thoát nước hoặc là thoát bụi, thoát sạn ở bên trong ra. Và theo như mô tả của nhà sản xuất thì họ thiết kế ba cái ngang này để cho nó fit vừa với ba cái băng đạn anh em. Tuy nhiên ở Việt Nam không chơi món này thì mình có nhét vào đây một số cái phụ kiện như sau. Đây là một cái ví City Wallet đời 1, khá là lâu rồi. Bên này là một cái iPhone 14 Pro Max, vừa khít luôn anh em. Và phía trên này chúng ta có thêm một cái dải Moly Webbing nè. À, cho nên là bên này mình đã tận dụng để mình cài luôn cái phụ kiện EDC vào đây. Ví dụ như là cây bút nè, hoặc là cái đèn pin. Đó. Mình cài vào đây thì nó vừa cắt được mà nó vừa cố định được luôn. Này,
rất là hay. Chỗ này thì nó cũng có thể phù hợp với những cái loại power bank sạc dự phòng thông dụng hiện nay. Gia công thì được gập mép ra bên ngoài và cũng được gia cố bằng cái đường ba tắc ở đây, rất là hay. Mình đánh giá cao chi tiết này. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có một dải moly webbing để có thể cài cắm phụ kiện hoặc là móc vào đây những cái carabiner, rồi treo một số cái phụ kiện lên, tùy ý anh em. Nói chung là chỗ này thì làm được nhiều thứ. Tuy nhiên thì ở phía giữa đây anh em có thể thấy nó có một cái khoảng cách như thế này, thì đây là cái nơi mà họ thiết kế để chúng ta có thể xỏ được cái cán rìu vào đây, cán rìu của Hunter 4. Và khi mà đeo lên thì nó sẽ như thế này. Nói chung cái rìu nó sẽ được quay ra ngoài như thế này, rất là thuận tiện để dễ lấy, mà nó cũng hạn chế được cái khả năng mà rìu nó quay vào trong người, nó gây sát thương cho mình. Đó, dù cho chúng ta đeo phía trước hay là phía sau nó cũng khá là an toàn. Cái xỏ rìu này thì mình thấy nó có ở trên nhiều sản phẩm của Helicontex lắm, ví dụ như là cái haversack, cái túi bootstrap hoặc là cái ba lô Virgin, mình thấy nó đều có những cái module để xỏ rìu như vậy. Tiếp theo là cái quai đeo của chiếc túi này. Quai đeo của chiếc túi này thì nó được kết nối với chiếc túi ở cả hai bên bằng cái khóa buckle như thế này. Khóa là khóa của Uzin hết nha, khóa của Uzin hết. Đây là một cái thương hiệu đúc khóa nhựa rất là nổi tiếng và được sử dụng trên rất là nhiều ba lô và túi tactical. Nó sử dụng như thế này thì có nghĩa là chúng ta sẽ có thể tháo rời được hai cái quai đeo đây và sử dụng chiếc túi như một cái túi xách tay như thế này. Đó, rất là tiện lợi, rất là nhỏ. Và đặc biệt là cái khóa này nó có thể xỏ vừa luôn cái điểm moly webbing ở đây một cách rất là gọn gàng. Đây anh em thấy, nó rất là tinh tế. Mình rất là thích những cái chi tiết nhỏ như thế này. Dây đeo của Helicontex thì họ hay kiểu bóp mí lại như thế này. Ví dụ như cái bảng dây to nó to hơn cái khóa bấm này, nhưng mà họ có cái cách xếp mí lại như thế này. Mình thấy nó vừa đẹp và nó cũng vừa chắc nữa. Bảng dây càng to thì đeo nó càng êm, bởi vì cái trọng lượng nó được phân tán đều ra cái độ rộng của cái bảng dây mà. Chỗ đây có đường ba tắc để có thể gia cố được cái độ bền của cái dây này, giúp cho nó có thể chịu được những cái trọng lực lớn trong thời gian dài. Đây, những cái điểm kết nối đều có sử dụng cái đường ba tắc để kết thúc hết. Ok, mình đánh giá rất là cao cái chất lượng của cái dây đeo này. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ngăn chính của chiếc túi này. Đây anh em có thể thấy cái thiết kế của cái đường khóa chính này nó cũng khá là hay đó anh em. Nó có cái chức năng đó là nó che cái dây kéo khóa này lại. Nó vừa giúp cho chiếc túi này nó trượt nước, chống nước tốt hơn, chống thấm tốt hơn. Và nó vừa hạn chế được những cái rủi ro khi mà chúng ta đi di chuyển trong rừng hoặc là những cái góc hẹp mà nó có nhiều chướng ngại vật á, nó có những cái dây kẽm hoặc cành cây gì đó nó móc vào trong cái dây kéo này, làm hư hỏng cái dây kéo, làm gãy cái răng của dây kéo là coi như là không đóng túi được. Ok, mở ra xem. Ok, chất lượng dây kéo rất là ok, mượt. Đầu tiên là chúng ta có thể thấy là trong cái viền này thì họ có đánh thêm một cái đường ba tắc, một cái con bọ cho cái quai sắt này. Rất là hay. Anh em thử check lại xem chiếc túi của mình ở những cái điểm mà chúng ta biết chắc là nó sẽ chịu lực trong thời gian dài, nó có được gia cố thêm những cái đường này hay không. Cái điểm này nó thể hiện cái sự chỉnh chu của một cái sản phẩm, và nó cũng phần nào thể hiện được cái định vị của sản phẩm đó so với những cái sản phẩm khác trên thị trường. Ở đây thì nó có một cái module như thế này. Đây là một cái thiết kế mà mình rất là thích của Helicontex nói chung luôn. Nó giúp cho chúng ta có thể cố định được những cái phụ kiện mà chúng ta hay lấy ra lấy vào nhưng không muốn lấy ra hẳn luôn. Ví dụ như là cái bật lửa này, hay cái la bàn này, hay là cái còi á, thì mình hay kết nối nó với một cái sợi dây paracord và mình cột nó vào trong này luôn. Đó. Khi nào cần thì mình lấy ra mình dùng và mình bỏ lại. Mình cũng không có muốn cho ai mượn hết. Và ví dụ như là khi mà mình đang leo núi, đang ở trên cao, đang leo trèo rồi chẳng hạn, thì khi mà mình trượt tay lỡ đánh rơi nó thì nó cũng không có rơi mất luôn. Ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3 cái chi tiết đó, 3 cái module để có thể móc vào đây những cái phụ kiện như mình vừa mới nói. Chiếc túi này thì phần bên này thì không có vải lót, phần bên này thì có, bởi vì nó còn có thêm một cái ngăn ở đây nữa. Hầu hết những cái chiếc túi mà nhập khẩu á, ví dụ như là Helicontex hay là 511 á, thì mình thấy
họ không có dùng vải lót đâu các bạn. Bởi vì cái vải Cordura nylon 500D này ở bên môi trường châu Âu á, nói chung là bên xứ lạnh á, nó khá là bền. Tuy nhiên ở Việt Nam á, thì khi mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời gay gắt ở cái xứ nóng á, thì nó sẽ có xu hướng là bị lão hóa rất là nhanh. Đó là lý do mà các sản phẩm của City do tụi mình thiết kế và sản xuất, tụi mình luôn luôn làm hai lớp. Đó là một cái kinh nghiệm xương máu mà tụi mình đã rút ra được trong suốt những năm bán hàng nhập khẩu. Rồi, quay trở lại với chiếc Claymore. Chúng ta có một cái ngăn chính có thể fit vừa cái cuốn tạp chí như thế này. Và rất tiếc là nó không vừa giấy tờ khổ A4, mình đã thử rồi, nó không có vừa. Đó là chúng ta có một cái iPad size lớn, vừa. Và cái này nếu mà anh em sử dụng case dày, ngay cả những cái case của UAG chẳng hạn thì nó vẫn vừa nha. Đây, trong này chúng ta sẽ có không gian như thế này. Chúng ta sẽ có bốn cái ngăn ở hai bên như thế này, bốn cái slot. Và ngăn này thì khá là rộng rãi, nó có thể đựng được nhiều thứ đó nè. Trong này thì mình đựng được cuộn dây nè, sạc dự phòng nè. Phía bên này thì mình đựng được cái cục sạc nè, cuốn sổ tay. Nói chung là bốn cái ngăn này thì không gian rất là thoải mái. Và trong này chúng ta còn có một cái ngăn kéo nữa để chúng ta có thể đựng được những cái loại giấy tờ bí mật. Đó, một cái ngăn kéo. Tuy nhiên một cái điểm mà mình không thích ở cái túi này đó là nó ở cái đáy của nó không có bất cứ một cái foam bọc đệm nào cả. Cho nên là nếu mà anh em sử dụng cái này mà đựng iPad hoặc là những cái thiết bị điện tử mà nó có màn hình LCD ấy, thì anh em nên lưu ý trang bị thêm cho nó những cái case chống sốc. Còn riêng về phần mài mòn thì mình nghĩ nó không phải là vấn đề đâu, bởi vì ở ngoài đây nó có một hàng moly webbing rồi. Cho dù chúng ta có sử dụng và đặt chiếc túi này trên cái mặt phẳng ma sát nhiều lần đó, thì phải đợi tới lúc mà những cái đai này nó mòn hết rồi thì nó mới mòn vào trong cái vải này. Ok, mình sẽ khám phá chuyên sâu chiếc túi này một chút bằng cách đó là lộ nó ra. Đây anh em có thể thấy, wow, nó được đánh ba tắc ở rất là nhiều điểm. Đây, như vậy thì mình có thể tự tin khẳng định với các bạn cái về cái độ chắc chắn của chiếc túi này, cái độ bền chiếc túi này. Đây, ngay cả giữa hai cái ngăn ở bên trong mà nó cũng có một cái điểm ba tắc ở ngay cái mí này, để chúng ta sử dụng lâu ngày nó không có bị xé cái hai cái ngăn túi này ra. Và bên này cũng vậy, rất là nhiều điểm ba tắc. Đây, ngay chỗ khóa kéo nè, một cục chạy cui luôn. Ok, đây là một chiếc túi tốt. Và đó là những cái nhận định sơ sơ của mình về chiếc túi Helicontex Claymore. Anh em thấy chiếc túi này như thế nào? Mình thì thấy chiếc túi này nó khá là phù hợp với những cái nhu cầu hàng ngày của anh em. Nếu mà anh em sử dụng iPad hoặc là đựng những cái cuốn sổ tay, sách vở, phụ kiện điện thoại, phụ kiện EDC, phụ kiện kỹ thuật như thế này. Tuy nhiên rất là tiếc là kích thước của nó không có vừa với laptop, ngay cả MacBook 13 nó cũng không vừa luôn. Tuy nhiên thì những cái dòng sản phẩm này nó là cái sản phẩm được tái sinh lại từ những cái chiếc túi cổ điển như mình đã nói ở đầu video á. Ngày xưa thì người ta chưa có laptop, cho nên là nếu mà muốn giữ đúng cái nguyên mẫu của nó thì bắt buộc nó phải hy sinh một số cái công năng thôi. Và mình tin là những người sẽ mua chiếc túi này là những người phải yêu cái thiết kế của chiếc túi này trước, sau đó họ mới cân nhắc tới cái vấn đề là chức năng của nó có đáp ứng được nhu cầu của họ hay không. Cho nên nếu mà anh em thích thiết kế của nó và vô tình thấy nó cũng rất là phù hợp với nhu cầu của mình thì mình nghĩ đây là một lựa chọn rất là đáng cân nhắc. Ở clip tiếp theo, mình sẽ tiếp tục giới thiệu một sản phẩm mới của 511 Tactical, cũng vừa mới về hàng vào đầu năm 2024 vừa rồi thôi. Đây là một chiếc túi đeo ngực, nó có tên là Skyway Utility Chest Pack. Nhìn rất là cuốn. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian xem review chiếc túi Helicontex Claymore tới giờ phút này. Và nếu anh em cũng quan tâm tới chiếc túi Skyway Utility Chest Pack của 511 Tactical này, cũng như là những cái sản phẩm Tactical EDC khác, thì đừng quên bấm follow kênh của Chuyên Tactical. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.